sống còn của hai đội, khi mà hai đội đã có thành tích không tốt trong trận đầu ra quân. Thì team A để thua team B với tỷ số rất là kịch tính 3-2, còn team D thua với team C với tỷ số là 2-0. Đó, một mất một còn của hai đội. Và quyền được ra bóng về đội của team A. Team A có siêu đơn đạo Văn Vũ. Xin giới thiệu đội hình ra quân của đội team A. Captain Văn Duyệt. Họ hai hậu vệ là Văn Duyệt và Đỗ Văn Quân, và tình huống bóng diễn ra rất là nhanh. Vâng. Ở đây là vị trí của anh Ngô Ngọc Hương. Văn Võ. Cất hay. Được rồi, số 28 của đội A là anh Văn Được. Số 17 là anh Thanh Vũ. Captain là chuẩn bị chặt chân người khác là Đức Thuận. Và vị trí rất là kỳ cựu đến đội về team A đến từ vị trí của anh Minh. Còn đây là team D. Team D là thủ môn Văn Tăng. Hai hậu vệ là Đức Thịnh và Văn Cường. Và hai tiền vệ đó là Toàn Võ và anh Hương. Vâng. Và tiến giữa là Văn Sơn. Còn tiền đạo được rất là kỳ vọng đến từ vị trí của Trần Trung. Tình huống bắt bóng rất là dính của thủ môn của team A. À, chào hai bạn bà con nha. À, bóng của Quân Quân, phản bóng rất mạnh. Đó là kiểm soát của team đây rồi, Hồng Ngọc Hương, Văn Sơn rất hay, đón võ. Và tình huống để bóng đã hụt bóng rất tiếc. À, và đá phạt biên lên cho đội team A. Và rất hay, bóng lên rất mạnh, Đức Thuận. Và câu người móc bóng rất là đỉnh cao nhưng mà hụt mất rồi. À, chào bà con đi, Captain Đức Thuận ơi. À, tình huống rất là tập trung của Đức Thuận khi mà bóng lên chân của anh Hồng Ngọc Hương. Lần hai Việt Cương, Văn Võ. Bóng lại bóng chân hai một phát truyền và phá bóng lên rất là lập bập của đội Văn Quân, bóng trong tay của Đoàn Võ. Vâng, rất tiếc là mất bóng rồi. Rất là lộn xộn ở giữa sân. Ngọc Hương, Việt Cương, Việt Cương làm gì đây? Lần hai thì Văn Sơn. Vâng, Văn Sơn là mất bóng với vị trí của anh Thuận rồi. Anh Thuận ra đây, xoay người. Vâng, mất bóng rồi. Anh Vũ, rồi Đoàn Võ, dứt điểm. Vâng, tình huống bóng sự kiểm soát của team A rồi. Còn team D, còn được, Đức Thuận. Rồi. Vâng, bóng phạm tay, trúng tay của anh Đức Thuận. Vâng, còn tình huống rút xa được không? Đá phạt biên cho đội team D. Vâng, Việt Cương. Văn Võ, dứt điểm. Vâng, rất nguy hiểm. Vâng, ném lên điền. Rồi, bóng là thuộc kiểm soát của team D. Bóng là của Văn Sơn, Ngọc Hương. Đây là bóng vẫn trong tay của Ngọc Hương. Rất hay. Vâng, đá biên cho đá biên cho đội team D. Chào mấy bạn bà con nhá. Bà con có một ngày buổi chiều, buổi tối vui vẻ. Vâng, một tình huống không tập trung bóng của Hồng Ngọc Hương. Việt Cương, rất hay. Văn Võ. Vâng, sự thể hình vượt trội đến từ Lukaku. Vâng, Lukaku.
Lũ cù với tình hình vật chơi. Vâng, bóng lại tục sự kiểm soát của team D, Hồng Khương. Lương Thịnh. Lương Thịnh. Có gì đây không? Đoàn võ Hồng Khương. Bóng lại tục sự kiểm soát. Là tình huống phản công. Vâng. Rất hay. Liệu có tình huống vào. Anh Vũ. Vâng. Bóng này Thanh Vũ là rất là nguy hiểm. Vâng, tình huống bắt bóng rất là tuyệt vời của đến thủ môn Văn Tăng. Văn Sơn. Vâng, chuyển là rất là lộc bục đến từ vị trí của Đức Thuận. Văn Sơn. Vâng. Thì mà đang pressing rất mạnh trên phần sân của đội team D. Trần Trung. Vâng, chuyển lên rất hay. Không kịp rồi. Vâng, chào 6 bạn bà con nhá. Vâng, Văn Vũ. Ôi, Văn Vũ bắt bóng rất nguy hiểm. Văn Sơn. Văn Sơn rút. Không vào. Rất đáng tiếc. Quá đáng tiếc đến vị trí của Văn Sơn. Một pha phản xạ rất hay đến từ vị trí của team thủ môn của team A. Vâng, đá phạt biên lên đội của Việt Cường. Việt Cường là người sẽ đá biên. Vâng, đôi chân của anh đã biển rất là nguy hiểm. Không vào. Đã lên cho team A. Thân thủ có đôi chân đã phạt sút rất là kinh điển đến từ vị trí team D. Việt Cường. Văn Vũ. Thanh Vũ. Vâng, Thanh Vũ đường rất là khéo léo. Còn mình anh Đức Thuận. Là bàn bật rất là tuyệt vời. Rất hay. Vâng, Việt Cường là giải nguy cho tình huống nguy hiểm đến từ vị trí của anh Minh Rùa. Vâng, đá phạt góc. Mình vượt trội đến từ vị trí của anh Được thì có vâng, Thanh Vũ. Rất là lập bập. Sút lên đi, đúng rồi. Vâng, tình huống đối diện 1-1. Rất hay, Trần Trung. Đoàn võ. Coi. Không vào. Sợ quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc đến từ vị trí của bọn Lương ơi. Coi. Wow, đáp ứng. Rồi. Wow. Trận đấu diễn ra đáp trả rất là kịch tính. Mọi người vào share like bình luận đi cho tăng thêm tương tác thì bình luận cho nó nồng nhiệt thế nào. Vâng. Trần Trung. Hai tình huống rất là nguy hiểm. Quá đáng tiếc. Không được bàn thắng thì mở tỷ số đã được diễn ra. Đức Thuận. Trần Trung đoàn võ rất hay. Cơ hội ra cho đoàn võ. Vâng, tình huống truyền qua cắt ngang rất là nguy hiểm. Quá đáng tiếc. Mọi người em ơi. Vâng. Chúng ta cần bắt chặt lên vị trí của Thanh Vũ. Vâng. Còn sút lên rất hay. Vâng, và tình huống đẩy người rất là lộ liễu đến từ vị trí của anh Minh. Xứng đáng ăn thẻ. Nào. Cho Việt Cường nào, Việt Cường sút đi nào, Việt Cường. Vâng, một tình huống dứt điểm có ai không? Wow, môn là rất là xuất sắc. Không có sự xuất sắc của thủ môn Tima thì Tima đã bị thủng lưới rồi. Tình huống đã phạt lên rất hay, đánh ngót rất là điều nghệ từ vị trí đoàn võ. Quá đáng tiếc. Vâng, chào mấy bạn bà con nhá. Vâng, và vị trí bóng trong tay của được Nguyễn Thanh Vũ. Rất là tuyệt vời, cắt bóng rất là hay, giải nguy cho tình huống của Văn Sơn. Vâng, bóng lại lên tay của vị trí của Văn Được rồi. Minh, anh Hương rồi. Việt Cường. Đúng rồi. Rất hay. Lên, Lương Thịnh, sút vào thôi. Tất cả gì nữa. Wow, trời ơi, quá đáng tiếc. Một sự vào bắn bật giống như tư tí tất cả của đội của team D. Quá hay nhưng mà
chúng ta có một cái kết không được như ý muốn khi mà sự đá vất sang ngang đến từ vị trí của đoàn võ. Vâng, ta nên bóng đá chúng ta nên tận dụng cơ hội. Khi chúng ta không tận dụng được cơ hội thì chúng ta sẽ nhận được cái kết rất là đắng. Vâng, hết rồi. Biên cho đội team D, team C, team A. Bè 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 anh đâu rồi, bè đấy. Vâng. Mình huống rồi. Nhìn này mà rất là ngồi từ vị trí của Thanh Phú, rất hay. Thanh Phú Quang ơi. Bóng hay em ơi. Bóng đi kìa. Nhặt bóng đi chứ. Vâng, chào tất cả bà con nhá. Chào ba bạn bà con. Ta cần là bắt chặt đến vị trí của Thanh Vũ. Bàn thủ đội Thanh Vũ nếu có bóng thì là anh rất là lắt léo, có khoảng không thì rất là nguy hiểm. Vị trí bóng rất là bập đến từ vị trí của Đình Hương. Việt Cường. Việt Cường rất hay, bắn bật Văn Sơn. Vâng, bóng lên tay của chân đoàn võ rồi. Người bỏ lỡ tình huống, hai tình huống 10-10 đến từ vị trí của team D là anh đoàn võ. Vâng, rất hay, rất điệu nghệ đến từ vị trí của Trần Trung. Rất thích không bàn thắng. Vâng, có tình huống. Đây, vâng, Văn Phú, Thanh Phú. Vâng, bóng đã trở lại với sự kiểm soát của team D rồi. Việt Cương. Việt Cương, vẫn có thể Việt Cương, làm gì đây? Là rất hay. Rồi, lại đá biên cho đội của team A. Người thực hiện quá đá biên lên đó là Văn Duyệt. Vâng. Vâng, bóng là sở hữu của anh Đức Thuận rồi, cấp Tân Thuận. Rất hay, Đình Hương. Văn Võ. Trần Trung. Trần Trung chạy thoáng kìa. Chạy luôn. Đúng rồi. Ê, đây, Việt Cường ơi. Để ý này. Vâng. Việt Cường để ý này, Đức Thuận đây. Rất hay. Rất là tuyệt vời đến vị trí, bình tĩnh đến vị trí của Việt Cường. Trần Trung. Có bàn thắng hay không? Tỷ số đã được mở cho đội của team D. Anh Thịnh ai ghi bàn nhỉ? Anh Duyệt à? À vâng, và người rất là kỳ cựu đến từ vị trí của team A đã đốt lưới nhà. Vâng, tỷ số là 1-0 nghiêng về đội của team D. Vâng, và sự thay đổi người có mang đến một luồng gió mới cho team A hay không? Khi mà vị trí của anh Minh đã thay rồi. Vị trí anh Văn Sĩ Luông sẽ quay lại với trận đấu chúng ta. Vâng. Đây cho em, rồi đúng rồi. Vâng, rất là tuyệt vời. Người đứng trước bóng là Captain Thuận. Bạn được. Số là 1-0 nghiêng về đội team D. Người ghi bàn đó là Văn Duyệt. Một tình huống anh ơi, rất là nguy hiểm. Ui, rất hay vị trí của Văn Tăng. Quá là tuyệt vời. Sự phản công nào. Bóng vị trí của Lương Thịnh. Trần Trung. Rất hay vị trí của tình huống không hiểu ý đồng đội giữa hai đối thủ, hai cầu thủ là Đoàn Võ và Đình Hương. Việt Cường. Vâng, Việt Cường có tình huống cầu bóng rất là nguy hiểm. Vâng, và tình huống diệu nghệ rất hay. Thanh Lương. Vâng, rất là... Vâng, bóng này đến tay của Trần Trung. Rất hay. Vâng, bóng thành Thanh Vũ. Thanh Vũ chúng ta cần kiên nhẫn lên vị trí Thanh Vũ. Vâng, rất là nguy hiểm vị trí Thanh Lương. Wow. Anh mới vào sân nên anh chưa khởi động rất kỹ nên là có tình huống chúng ta cần sự khởi động nóng người đến vị trí của anh Thanh Lương.
Đoàn Võ ạ. Vâng, mất bóng rất là nguy hiểm đến dưới Đoàn Võ ạ. Thanh Vũ. Vâng, bóng là trong tay kiểm soát của thủ môn Văn Đăng, Văn Sơn. Vâng, Đoàn Võ. Ngọc Hương. Vâng, một tình huống mất bóng rất là nguy hiểm đến dưới Ngọc Hương, mất được. Wow, quá là may mắn với vị trí của team D khi mà cú sút của Văn Được bóng đi rất là mạnh nhưng là vật sang ngang. Em phải giữ sức tí em còn vào nữa. Vâng, Đoàn Võ. Vâng, và tình huống đá phạt cho đội của team A. Chúng ta kẹp lên dưới lưới bóng, rất là nguy hiểm với chiến thuật luôn. Vâng, vâng, tình huống là để bóng lăn rồi. Chứ không phải là bóng chết. Chúng ta cần lưu ý những tình huống như vậy. Ta nên cần tận dụng cơ hội bằng cách là đặt bóng chết chứ đừng để bóng lăn một chút là trọng tài sẽ đó là phạm luật. Vâng, vâng, vâng. Chào 4 bạn bà con nhá. Bà con có một buổi tối vui vẻ. Vâng, có tình huống có bàn thắng săn hòa tỷ số hay không? Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng. Chúng ta cần bé lại nào, bé lại nào. Văn Được kìa, Văn Được. Đúng rồi. Vâng, Cấp Tân Thuận. Vâng, tình huống phản công. Rất hay. Ngọc Hương, 1-1. Trần Ngọc Trung kìa. Ngọc Trung, Ngọc Trung. Quá đáng tiếc rồi, tỷ số. Wow, rất là... Đang anh Thành Lô chúng ta khởi động trước ký. Anh Hương ơi, quả này chuyền ngang cho anh Trần Trung là bàn thắng lên rồi. Rồi, 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 rồi. Thôi nhưng mà con người cắm lên phía trên tiền đạo đi. Ép nó thủ lên đi. Vâng, Việt Cường. Việt Cường. Việt Cường, Lương Thịnh. Lương Thịnh chọc khe rất hay. Văn Sơn. Quá đáng tiếc. Và chọc khe linh láng lên từ vị trí của Lương Thịnh. Vâng, đá phạt góc cho đội của team D. Vâng, sự nhảy cao rất hay đến từ vị trí Đoàn Võ. Chào 9 bạn bà con nhá. Vâng, bóng tay của Văn Việt. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất tính thời điểm này đến của trận đấu. Vâng. Vâng, có sự đẩy người không bóng đến từ vị trí của anh Đức Thuận. Vâng, với một tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội của team D. Người lập công đó là hậu vệ Văn Duyệt. Năm ngoái chúng ta có captain Đức Thuận, năm nay chúng ta có captain Văn Duyệt. Liệu có cái gì đó có rớp ở đây xảy ra hay không? Vâng, bóng trong tay của Văn Được. Vâng, và tín hiệu lên có hiểu ý khác nhau hay không? Vâng. Vâng, 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 ôi giời, may quá. Rất là nguy hiểm đến vị trí của đánh đầu ngược về vị trí của Lương Thịnh. Và góc cho đội của team A. Người thực hiện công bật góc đó là anh cầu thủ tiền đạo Thanh Lương. Vâng, vâng, lại phạt góc thứ hai. Cường ơi, bé góc lại Cường ơi. Chặt vào. Ê, được kìa, được kìa, được kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rất hay, rất hay, rất hay. Vâng. Sự va chạm trên bóng đá là không thể tránh khỏi được. Ta va chạm trong mức có thể là được rồi. Vâng. Xúc phạt lên cho người xúc phạt đó là Lương Thịnh. Vâng. Cũng là hết côn rồi. Đá lên cho đội của team D. Ta cần một pressing mạnh mẽ đến vị trí của Văn Duyệt, rất hay. Chụt lên rất mạnh. Văn Vũ, Thanh Vũ. Thanh Vũ, người rất là khéo léo. Vâng, bóng là thuộc quyền